yêu ơi, hôm em đã héo mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. À vâng, thưa toàn thể các bác, trước mắt các bác là con vang cơ lai số, có revert, có bluetooth, có cổng quang, có tất tần tật các cổng ăn chơi bác nhé. Thế thì con vang này nó cũng rất là quen thuộc các bác rồi, bởi vì trong năm 2023 em đã bán quá nhiều và cũng đã có nhiều video test karaoke rồi các bác nhé. Đấy, vừa nãy thì chỉ là một đoạn ngắn chiếu xíu karaoke thôi để các bác nghe lại thẩm âm lại chút xíu các bác nhé. Đấy thì nay em cũng lại tiếp tục lên sóng review quay qua lại để các bác ngắm nghía lại cái mặt mũi và cũng hướng dẫn qua các bác cách chỉnh lại cái con vang này làm sao cho nó hay phù hợp với dàn âm thanh. Đây, có những bác thì biết rồi, có những bác chưa biết, có bác thì chơi vang này vang kia nhìn qua các bác hiểu, nhưng có những bác lần đầu được xem video, lần đầu tiếp cận với vang. Đây, có rất nhiều bác muốn tìm hiểu nhưng không biết tìm hiểu thế nào. Đây thì bác nào mà xem được video này thì các bác cũng sẽ biết làm chủ để chỉnh được qua cái con vang này. Vang này thì gọi là vang cơ, lai số hay là số lai cơ đều được các bác nhé. Còn vang đến từ thương hiệu TD. Đấy thì cũng như vâng, cũng cùng cái mặt mũi như này, cùng phân khúc như thế này các bác nhé. Đấy, trên thị trường thì có rất là nhiều hãng. Đấy, cái kiểu lai số này thì nó không còn xa lạ gì. Đa phần hãng nào cũng có. Đấy, nhưng mà quan trọng các bác là lựa chọn hãng nào, gửi gắm niềm tin vào cái thương hiệu nào sao cho nó an tâm. Đấy, thì cũng theo như nhận định của em thì trong cùng một phân khúc kiểu thế này thì TD vẫn cho ra cái chất âm khác biệt, đặc biệt, riêng biệt, đấy, không khác với hãng nào cả. Và thì đấy, các bác bỏ cái số tiền ra, các bác nhận được cái chất lượng tương ứng, không như một số hãng. Đấy thì hàng thì gọi là công ty thôi, nhưng thực tế thì cũng chưa hẳn là công ty, chỉ là cái tên một thương hiệu, một cá nhân nào đó đặt tên thành gọi là công ty thôi. Nhưng mà TD thì nó rất là phổ thông, rất là thông dụng rồi, có rất nhiều các model, rất nhiều các thiết bị làm nên tên tuổi và rất nhiều các thiết bị nổi đình nổi đám trên thị trường rồi. Đấy, ví dụ như cặp loa TD 12 Ultra hoặc là lương tiếng của TD thì quá thương hiệu nổi tiếng rồi các bác nhé. Đấy thì vâng, con vang này thì vẫn trong cái chương trình khuyến mại giảm giá nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới. Đấy thì em giới thiệu nhanh và cuối video em sẽ công bố giá cho các bác, cái giá khuyến mại đấy các bác nhé. Đấy thì đây, mời các bác ngắm qua mặt trước và mặt sau. Đây, em để sẵn hai con này, đấy, một con mặt trước, một con mặt sau, các bác ngắm nghía qua một lượt các bác nhé. Đấy, sau đó em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh. Đấy, đấy như đây, model đấy, thương hiệu thì đây rồi, TD Acoustic đi rồi. Đây, đúng hàng chính hãng TD Acoustic các bác nhé. Các bác vào ngay Google, các bác search ra ngay thương hiệu hãng web. Đấy, không phải là hàng không có nguồn gốc xuất xứ, có ngay nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu cực kỳ rõ ràng và nổi tiếng. Đấy, và model SK2022 các bác nhé. Đấy, đầu tiên như các bác thấy ba nút to. Đấy, nó đập ngay vào mắt khi các bác nhìn được con vang. Đó là nút đầu tiên là nút music. Các bác muốn nghe to của nhạc thì các bác tăng phần music. Tiếp nữa, các bác muốn hát nhẹ, đấy, các bác tăng phần mic lên, mic, đấy, mic các bác nhé. Đấy, tiếp nữa là vang nhại, vang vọng tổng này, vang nhại gì vọt tổng đây các bác nhé. Đấy, mềm mượt, đấy, các bác tăng tổng này lên. Đấy, tiếp theo là các bác muốn tinh chỉnh kỹ hơn. Đấy, đầu tiên là phần music. Đấy, music nếu như các bác thích nghe, đấy, bát nhiều một chút thì các bác tăng nút bát, nó viết rõ chữ bát đây này. Đấy, phần music là phần nghe nhạc các bác nhé. Đấy, nghe nhạc, đấy, nghe nhạc, bát tăng bát lên. Đấy, check muốn nó leng keng tí tách, đấy, nhiều check, rất nhiều bác có gu nghe nhiều check thì các bác tăng lên. Đây là giải chung, giải chung thì các bác cứ để tầm 12 giờ là ok. Đấy, chủ yếu là các bác tăng bát hoặc tăng check tùy theo cái phòng diện tích và cũng tùy theo chiếc loa và tùy theo cái gu nghe nhạc của tùy từng bác các bác nhé. Đấy, tiếp theo đây là phần mic. Đấy, nó ghi rõ các bác nhé. Đấy, music là nghe nhạc, mic là phần hát lời ca sĩ. Đấy, giọng mà mỏng như giọng em thì các bác phải tăng bass lên để cho nó ấm, đúng không? Đấy, giọng đấy, giọng mà bác nào mà ấm quá thì các bác phải gọi là tăng check lên. Đấy, đây là giải chung. Đấy, nó tương tự như phần nghe nhạc nhưng đây nó là phần đầu vào, đầu thu của mic.
đấy, ấm ấm áp thì có bác tăng bát đấy, tăng bát để cho giọng nó ấm nó lực đấy, để đỡ tốn hơi chẳng hạn, đúng không đấy, đỡ tốn hơi thì phải tăng bát đấy. Đây là phần nâng tiếng mic các bác nhé, extender là nâng tiếng mic các bác, để 12 giờ các bác nâng lên một chút cho nó nhẹ nhàng hơn đấy. Tiếp theo là phần effect đấy, effect thì nó cũng chia ra là phần bát trung check. Effect là cái gì, là cái độ vang nhại đấy, cái lời của các bác ngân lên đấy, đấy các bác muốn cái ngân của nó, cái giải ngân vang vọng nó ấm lên thì các bác cũng lại tăng bát thôi đấy. Tóm lại nó chỉ quanh đi quẩn lại bát check chung đấy các bác nhé, đấy bát check chung. Reverb đấy, reverb time, reverb echo đấy, số lần lặp lại và thời gian các bác nhé, đấy thời gian tính reverb này đấy, reverb echo số lần lặp lại, delay, repeat thì cũng tương tự đấy, các bác cứ hai cái này thì các bác cứ tăng lên vừa vừa, và các bác alo tiếng mic các bác thấy tiếng delay đấy nó làm sao nó nghe nó hợp với tai mình thì các bác dừng ở cái chế độ đó thôi. Input, tiếp theo là input là cái đầu chọn tín hiệu vào, các bác ấn này thì nó sẽ hiện lên bên đây này, đang là AUX1 này, ấn này, AUX2 này, ấn nữa, đấy có Bluetooth. Bây giờ các bác tìm kiếm Bluetooth trên điện thoại thì nó sẽ tìm thấy con vang này và các bác kết nối vào các bác nhé. Đấy. Optical cổng quang, đấy em đang để AUX1. Con này có cả feedback chống hú các bác nhé. Đấy, feedback chống hú, đấy, chống rú rít, đấy, on là bật lên, đúng không? Đấy. Đây là mặt trước tổng thể, đấy. Đơn giản thế thôi, chả có gì cả, rất là đơn giản. Ai đây giới thiệu qua như thế này đấy, các bác mà xem mà chưa hiểu thì các bác có thể tua lại đấy, các bác xem lại video đấy là các bác sẽ hiểu cách chỉnh để làm chủ được ngay thôi đấy. Còn về kết nối thì sao đấy, ví dụ vang thì thường thường hay đi với đẩy, hoặc nhà các bác dùng vang với âm ni, nhiều khi con âm ni nhà các bác mà hỏng các nút chiết áp ấy đấy, nó cứ lẹt xẹt muốn chỉnh bát chét, nó cứ xì xẹt rất khó chịu đúng không, thì các bác biến con âm ni đó thành cục đẩy này đấy, các bác tăng âm lượng của âm ni lên để một cái mức cố định, sau đó các bác sẽ chỉnh sửa trên con vang đấy, tỉa tót bát check trên con vang các bác nhé. Đấy thì mặt trước thì là như vậy, mặt sau thì các bác chỉ có cấp tín hiệu vào cho nó, thì cấp tín hiệu vào thì như vừa nãy em đã giới thiệu rồi, có cổng quang này đấy, Bluetooth thì em chưa bắt dâu vào này đấy, cổng quang Bluetooth này đấy, và AUX1 AUX2 là đường AV này đấy. Tín hiệu ra thì các bác có thể đây MLMR đấy là tín hiệu xuống đẩy này. Đấy, đây là dao súp này các bác nhé. Đấy, các bác có thể lắp xuống đẩy. Đấy, và các bác có thể lắp đấu lối xuống âm ly. Thì đây, các bác đấu lối cái đường AV này xuống âm ly, bởi vì tín hiệu và âm ly thường thường là chơi AV các bác nhé. Đấy, đấu xuống âm ly. Đấy, âm ly thì các bác nó là xẹt chẳng hạn như vừa em giới thiệu, đúng không? Kém rồi, muốn hát không bị rú rít. Đấy, khi các bác chơi vang thì hát nó sẽ không rú rít như hát âm ni đâu. Âm ni của các bác chỉnh không kỹ càng thì sẽ rất hay bị rít mic. Đấy, nhưng chơi vang thì nó có feedback chống hú, nó đỡ hơn rất rất là nhiều. Và các bác chỉnh nó cũng đơn giản. Đấy, không bị lẹt xẹt gì sao. Đấy, đẩy, vâng, đẩy đối với vang, âm ni đối với vang các bác nhé. Vang thì rất nhiều công dụng và tác dụng. Đấy, đây là một trong con vang cao cấp của hãng rồi. Đấy. Đấy thì giới thiệu qua như vậy để các bác biết cách đấu lối này. Đầu tiên là các bác biết đấu lối này, thứ hai biết chỉnh này. Đấy thì đây nó cũng có phần chỉnh khóa âm lượng của music lại này. Ví dụ các bác muốn tăng kịch kim cái này mà nó vẫn nhỏ thì đây nó có cái chữ music. Đấy, âm lượng của music các bác hạn chế đằng sau được này. Âm lượng của mic này. Đấy, đúng không? Đấy, đây là sub. Đấy, âm lượng của sub, giải tần của sub. Đấy. Rất là hiện đại, đầy đủ các nút ăn chơi, đúng không? Đấy. Tắt đường mic ra súp này. Đấy, không thiếu cái chức năng gì cả. Đấy. Ví dụ các bác muốn để lọt tiếng mic ra súp chẳng hạn. Đấy thì các bác nhả ra hay nhấn vào gì đó. Đấy thì nó sẽ ra, lọt ra. Mic tới súp các bác nhé. Đấy. Margin China, chính hãng hàng nhập khẩu của China. Đấy, công ty. Đấy thì TD là công nghệ Canada. Nhưng nhà máy thì lắp ráp tại China. Rất nhiều bác là cứ phải là có Marine China thì tao mới mua. Đấy. Chứ nhiều khi là không có chữ China này thì các bác lại không thích đâu. Đấy. Vâng, thì hôm nay em giới thiệu nhanh cái chương trình gọi là tiếp tục chương trình khuyến mại nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Thì cửa hàng đang có cái chương trình gọi là giảm giá để gọi là tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng kênh Vận Định Audio trong thời gian vừa qua các bác nhé. Đấy thì giá con này thì em sẽ công khai cái số lượng thì khuyến mại cho 10 con, vâng, 10 bác khách đầu tiên em bán 10 con, 10 bác khách nhanh tay.
thì được sở hữu với cái giá là 2.500.000 các bác nhé. 2.500.000 công khai giá, bình thường là không có cái giá công khai như này đâu. Đấy, toàn là 3 triệu trên 3 triệu thôi. Đấy, nhưng cũng xin phép hãng là em chỉ bán 10 con này là tri ân cho khách hàng. Đấy, đã gọi là đồng hành cùng cửa hàng. Sau đó thì em lại trở lại với cái giá gọi là bình thường của hãng các bác nhé. Đấy, giá không phải là cái giá công khai này nữa. Đấy, bởi vì nếu như bán cái giá công khai như này thì sẽ là phá giá thị trường, giá sẽ là rẻ nhất thị trường. Anh em khác là khó bán các bác nhé. Đấy, xin phép hãng là như vậy các bác nhé. Đấy thì số lượng không có nhiều. Bác nào mà có nhu cầu mua sắm phối ghép các thiết bị âm thanh thì các bác vui lòng liên hệ cho bên em theo số máy trên bảng này. Và em có dùng cả Facebook, để Facebook của em là Văn Định Văn Loa. Các bác vào đó theo dõi cập nhật các cấu hình combo mới nhất bên em. Đấy, cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.